Trước khi bắt đầu video, các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình nhé. Chào các bạn, hôm nay video của mình sẽ nói về các lỗi sai thường gặp khi giải phương trình logarit. Rồi, sau đây mình sẽ nói đến một số lỗi sai mà các bạn thường gặp khi chúng ta giải phương trình logarit. Thì thứ nhất, đó chính là chúng ta phải luôn có điều kiện. Chúng ta phải luôn xét điều kiện trước khi giải phương trình. Bạn lưu ý là điều kiện nếu có tùy tùy vào phương trình, nếu như cái biểu thức ở một vế của phương trình đã xác định rồi thì chúng ta không cần phải đặt điều kiện nữa. Tuy nhiên nếu nó chưa xác định thì chúng ta cần phải đặt điều kiện. Bạn lưu ý cho mình như sau. Chẳng như xét biểu thức này log a của fx thì mình sẽ có điều các bạn cần lưu ý, đó chính là điều kiện khi đó sẽ là fx phải lớn hơn 0 và đồng thời a phải lớn hơn 0 và a khác 1. Đây là điều chúng ta lưu ý khi chúng ta có biểu thức log a của fx. Rồi còn nếu như chúng ta có biểu thức sau log fx của a thì đây ta sẽ có điều kiện như sau. Đó chính là fx, mình sẽ nói a trước, a phải dương. Và điều thứ hai đó chính là fx phải lớn hơn 0 và fx phải khác 1. Đây, thì tương tự như cái chữ a trên đây thì điều kiện của fx khi nó ở dưới phần cơ số của logarit đó chính là fx phải lớn hơn 0 và fx phải khác 1. Rồi thì các bạn thường hay bị sai về điều kiện khi chúng ta giải phương trình logarit. Và lỗi sai thứ hai mình muốn nói tới đây, khi ta rút gọn biểu thức logarit của đa thức mũ chẵn, chẳng như mình có đây là x mũ 2 chẳng hạn ở đây. Rồi khi đặt điều kiện, nhiều bạn sẽ nghĩ trong đầu nếu như ta đưa số 2 xuống ngoài là 2 log ax thì điều kiện là x phải lớn hơn 0. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai. Bởi vì sao? Khi ta đưa xuống thì bạn để ý cho mình, nếu như đây là mũ lẻ thì điều kiện nó chính là x sẽ lớn hơn 0. Vậy khi đó thì x mũ lẻ lên mà x đã lớn hơn 0 thì cái bên trong sẽ xác định. Rồi tuy nhiên ở đây là mũ chẵn thì bạn để ý cho mình, khi mình đưa cái số mũ xuống bằng 2 log a, rồi bây giờ bạn để ý cho mình bên trong ngoặc mình sẽ để là trị đối của x. Như thế này mới là cách ghi đúng. Khi đó điều kiện của nó chính là cái bên trong của logarit, biểu thức bên trong của logarit phải dương, tức là trị đối của x phải dương. Điều này tương đương với lại x phải khác 0. Đây, đây chính là điều kiện cuối cùng của nó, chính là x phải khác 0. Thì đây là một số lỗi các bạn thường hay sai khi chúng ta giải phương trình logarit. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với một số ví dụ. Rồi, để với bài tập đầu tiên thì mình có như sau. Bây giờ ở đây, bên trong biểu thức logarit nó vừa có biểu thức, đồng thời ở bên phần dưới cơ số nó cũng có một biểu thức. Thì mình sẽ đặt điều kiện trước khi giải bất kỳ phương trình logarit nào, các bạn phần thể quan sát nó có điều kiện hay không. Điều kiện ở đây chính là gì? X cộng 2 phải lớn hơn 0, biểu thức bên trong dấu logarit phải dương, và đồng thời phần cơ số là chữ x phải lớn hơn 0 và khác 1. Rồi, như thế là mình đã xong điều kiện. Mình giải điều kiện này tương đương với lại x lớn hơn trừ 2. Ở đây x lớn hơn 0 thì mình sẽ lấy x lớn hơn 0, 0 bé hơn x và x phải khác 1. Đây, đây chính là điều kiện cuối cùng của chúng ta. Thì nếu như các bạn sai điều kiện thì khi các bạn giải ra phương trình thì chúng ta có thể nhận nhầm nghiệm và điều đó sẽ dẫn đến kết quả của bài toán bị sai. Bây giờ mình đặt phương trình đó là sao? Thì sao sẽ tương đương với lại, bây giờ mình viết lại log giữ là số 4, mình sẽ viết đây là 2 mũ 2 và bên trong mình giữ nguyên x cộng 1 x cộng 2 nhân cho, bây giờ chữ x ở giữa phần cơ số thì rất là khó để xử lý. Mình sẽ sử dụng công thức để đổi chỗ cơ số và cái biểu thức bên trong logarit chính là bằng 1 trên log 2 của x. Đây, thì như vậy mình sẽ đưa chữ x vào bên trong cái biểu thức và số 2 xuống phần cơ số. Cái này là bằng 1. Biến đổi tương đương ra được 2 mũ 2 ở đây mình sẽ đưa ra ngoài là 1 phần 2 log 2 của x cộng 2 sẽ bằng, mình nhân bên đây là log 2 của x. Và bây giờ
Đây mình sẽ nhân 2 vào 2 vế, ta được cái này qua đây là số 2 rồi. Cái này chính là bằng log 2 của x bình phương. Mình đưa số 2 lên phần số mũ trên, ta được log 2 của x bình phương. Bên đây biến đổi tương đương, ta được hai cái biểu thức bên trong logarit bằng nhau, tức là x cộng 2 bằng x bình phương. Đây là một phương trình bậc 2, giải phương trình ra được hai nghiệm, hoặc là x bằng trừ 1 hoặc là x bằng 2. Lưu ý cho mình điều kiện ở đây là x phải dương, đồng thời x phải khác 1 thì chúng ta sẽ loại nghiệm này. Chúng ta sẽ nhận nghiệm ở dưới. Ta đưa ra kết luận vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x bằng 2. Bạn lưu ý cho mình bài tập đầu tiên không phải là một bài tập khó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải giải điều kiện cho đúng để chúng ta có thể đưa ra kết luận nghiệm chính xác. Bây giờ mình sẽ đến với ví dụ tiếp theo. Đến với ví dụ tiếp theo, chúng ta thấy được là ẩn x nó nằm ở trong cả phần cơ số và phần vi bên trong lỗ logarit. Bây giờ mình sẽ đặt điều kiện. Ở đây, điều kiện và nhận xét đó chính là x nó nằm bên trong logarit nên x phải dương, còn x nằm ở bên phần cơ số nên là x phải lớn hơn 0 và khác 1. Giả hệ này mình được x sẽ lớn hơn 0 và khác 1. Đây, đó chính là điều kiện cuối cùng mình giải được. Rồi bây giờ để giải phương trình logarit này mình sẽ sử dụng các biến đổi tương đương để tương đương với lại. Bây giờ để ý cho mình 3 phần 4 mình sẽ để yên. Log x của 3 thì bạn nhận xét cho mình đó chính là x khi nó ở phần cơ số thì chúng ta sẽ không giải quyết gì hết. Sẽ đưa x vào bên trong logarit. Phải sử dụng công thức 1 chia log 3 của x. Đây, thì như bây giờ mình đã đưa x vào bên trong phần logarit nhưng nó có thể giải quyết được. Trừ cho 3 nhân cho log 3. Đây, 3 mũ 3. 27 bằng 3 mũ 3 mình viết đây của x sẽ bằng 2 log 3 của x. Rồi đến đây, mình biến đổi tương đương với lại 3 phần 4 của log 3x thì mình để yên, không đụng vào. Đây 3 mũ 3, số 3 đưa lên trên thì ta mất đi mũ 3, và đồng thời ở đây là 1 phần 3 nhân với 3 là bằng 1, đã hết. Và chuyển ngay qua bên đây bằng 3 lần log 3x. Mình ghi nhầm đấy nha, đây là 1 phần log 3x. Rồi, bây giờ mình sẽ rút gọn số 3 ở hai vế đi, mình nhân chéo lên tương đương với lại log 3x tất cả bình phương, cái này bằng 4, 1 phần 4. Rồi mình đưa nhân log 3x bên đây, còn lại bên đây 1 phần 4 bằng log 3x tất cả bình phương, cái tương đương với lại hoặc hai trường hợp, hoặc là log 3x bằng 1 phần 2 hoặc log 3x bằng trừ 1 phần 2. Bạn lưu ý cho mình logarit thì nó có thể âm được. Lấy 3 mũ của hai vế ta được là x sẽ bằng 3 mũ 1 phần 2. Cái này chính là bằng cái bậc 2 của 3. Đồng thời bên đây x sẽ bằng 3 mũ trừ 1 phần 2 sẽ bằng 1 chia căn bậc 2 của 3. Thì các bạn có thể bấm máy để nó rút gọn cho bạn ra được hai số bên đây rất đẹp. Và bây giờ khi bạn so sánh với điều kiện thì cả hai đều là số dương và khác 1 nên chúng ta sẽ nhận hết cả hai. Đưa ra kết luận cuối cùng, phương trình có hai nghiệm là căn 3 và 1 chia căn 3. Ở đây như các bạn thấy bên trong logarit là các cái biểu thức thì chúng ta phải đặt điều kiện. Ở đây điều kiện chính là các cái biểu thức bên trong logarit phải dương. Ở đây tức là x trừ 2 phải lớn hơn 0, đồng thời x trừ 4 tất cả bình phương phải lớn hơn 0. Tương đương với lại x sẽ lớn hơn 2. Ở đây x trừ 4 tất cả bình phương thì nó luôn lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Vậy mình sẽ suy ra được nó sẽ lớn hơn 0 khi và chỉ khi x phải khác 4. Ở đây chính là điều kiện của bài toán. Bây giờ mình đặt phương trình đó là sao? Thì mình sẽ biến đổi tương đương. Bây giờ 2 log 3 của x trừ 2 mình vẫn để yên. Bây giờ cái đằng sau mình sẽ đưa số 2 số mũ xuống là 2 log 3. Bây giờ không còn phải là x trừ 4 nữa, phải là tuyệt đối của x trừ 4. Đây, cái này sẽ bằng 0. Bây giờ mình sẽ rút gọn 2 ở hai vế đi. Mình sẽ nhập lại với nhau, chính là bằng log 3. Đây, log của một tích bằng tổng các log, nên là mình sẽ nhân lại với nhau x trừ 2 nhân ra tuyệt đối của x trừ 4. Và cái này sẽ bằng 0. Thế tương đương với lại x trừ 2 nhân trị đối của x trừ 4. Cái này phải bằng 3 mũ 0 lên bằng 1. Đây, thì để giải biểu thức này thì nó rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ tách ra hai trường hợp. Cái này sẽ tương đương với lại hoặc đây, đó chính là x trừ 2 nhân cho x trừ 4 bằng 1. Cái này xảy ra khi x phải lớn hơn 4. Đây, trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó chính là x trừ 2 nhân cho 4 trừ x. Cái này bằng 1.
Và điều kiện xảy ra đó chính là x phải lớn hơn 2, x lớn hơn 2 và x phải bé hơn 4. Đây, thì phương trình này ta sẽ chia thành hai phương trình nhỏ khác nhau. Đây mình sẽ giải tương đương với lại. Trường hợp thứ nhất, x bình phương trừ 2 trừ 4 là trừ 6x, cộng 8 trừ 1 là cộng 7 bằng 0. Và điều kiện là x phải lớn hơn 4. Và phương trình thứ hai đó chính là trừ x bình phương cộng 2x cộng 4 là cộng 6x, trừ 8 trừ 1 là trừ 9, cái này bằng 0, và 2 bé hơn x và x bé hơn 4. Ở đây thì mình đã được cái hệ như thế này. Đến đây mình sẽ bấm máy thì tương đương với lại x bình phương trừ 6x cộng 7 bằng 0. Mình bấm máy nó ra được hai nghiệm x bằng 3 cộng trừ căn 2. Và điều kiện là x lớn hơn 4. Còn bên dưới trừ x bình cộng 6x trừ 9. Đây là phương trình có nghiệm kép là x bằng 3 và 2 bé hơn x bé hơn 4. Thì mình sẽ nhận nghiệm x bằng 3. Ở đây nó có hai nghiệm là 3 cộng căn 2 và 3 trừ căn 2. Thì mình chỉ là nhận nghiệm là 3 cộng căn 2 mà thôi. Đây chúng ta sẽ nhận nghiệm x bằng 3 cộng căn 2, bởi vì 3 cộng căn 2 đã lớn hơn 4. Còn 3 trừ căn 2 thì nó bé hơn 4. Cho nên phương trình sẽ có hai nghiệm, chính là x bằng 3 cộng căn 2 và x bằng 3 là hai nghiệm của phương trình. Rồi như các bạn thấy thì bài toán này không hề quá phức tạp. Tuy nhiên chúng ta cần phải giải một cách chính xác cũng như phải chia trị đối ra thành các trường hợp khác nhau trong cách xử lý được bài toán này. Cảm ơn đã xem video của mình. Nếu bạn thấy video mình hay và hấp dẫn thì đừng quên cho mình một đăng ký, một like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn ngay nhé.